5 sai lầm phổ biến khi luộc trứng Sử dụng nước sôi, luộc trứng quá lâu hay không ngâm trứng chín với nước lạnh là những sai lầm mà nhiều bà nội trợ thường mắc phải khi luộc trứng. Trứng luộc là món ăn được nhiều người yêu thích, tuy nhiên không phải ai cũng biết cách luộc đúng cách, theo The Kitchen. Có mà nhiều người rất hay mắc phải. Chọn sai nồi Bạn không nên nhồi nhét quá nhiều trứng vào một nồi nhỏ, chọn sai kích thước nồi sẽ khiến trứng chín không đều và có nguy cơ bị nứt. Thay vào đó, bạn hãy sử dụng một nồi có kích thước phù hợp với số lượng trứng cần nấu, trứng cần được nằm một lớp duy nhất và có đủ không gian để di chuyển ra xung quanh. Luộc trứng với nước sôi, đây cũng là một sai lầm phổ biến nhiều bà nội trợ thường mắc phải, trứng muốn luộc chín cần được nấu bằng nước lạnh, nhiệt độ nước và trứng ngang bằng nhau sẽ làm món trứng chín ngon và không bị nứt. Sử dụng trứng mới, trứng mới khi luộc sẽ khó bóc vỏ hơn, vì vậy bạn nên dùng trứng cũ, nguyên nhân là do khi trứng để một thời gian chúng giảm bớt độ ẩm thông qua các lỗ nhỏ li ti ở vỏ và túi khí ở đầu trứng to hơn. Bên cạnh đó, độ pH ở vỏ tăng lên khi để lâu làm trứng dễ bóc hơn. Vì thế bạn nên mua trứng khoảng 1 đến 2 tuần trước khi ăn và bảo quản chúng trong tủ lạnh. Luộc trứng quá lâu, bạn đã bao giờ bóc một quả trứng luộc và thấy ở lòng đỏ có các đường màu xanh có mùi lưu hình hay màu trắng như cao su. Đó chính là kết quả khi bạn luộc trứng quá chín, để không xảy ra trường hợp này khi luộc trứng bạn hãy bỏ trứng vào nồi đổ ngập nước lạnh và đun sôi, sau đó tắt bếp đậy vung nồi và để 10 phút nếu bạn muốn ăn trứng lòng đào và 15 phút nếu muốn ăn chín. Không ngâm trứng chín với nước lạnh. Về lý thuyết quả trứng sẽ chín chuẩn khi luộc đủ thời gian và vớt ra khỏi nồi. Tuy nhiên trên thực tế trứng sau khi vớt ra khỏi nước nóng vẫn còn nhiệt, điều này khiến chúng bị chín quá. Vì vậy ngay khi luộc xong bạn nên bỏ trứng vào bát nước lạnh ngâm cho đến khi chúng nguội hoàn toàn việc này còn giúp bạn bóc trứng dễ dàng hơn